đây, những lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, của toàn thể dân tộc Việt Nam, người thầy kính mến của cách mạng Việt Nam, vị anh hùng dân tộc vĩ đại của nước Việt Nam. Đây, những suy nghĩ cuối cùng của một bộ óc vĩ đại. Đây, những tình cảm cuối cùng của một quả tim vĩ đại. Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định, đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Trái tim của người đã ngừng đập, trái tim suốt 79 năm liền đập không mệt mỏi, trái tim rất đỗi căm thù bất công áp bức, trái tim rất đỗi quý trọng độc lập tự do. Người đã hiến dâng quả tim mình trọn vẹn cho nhân dân, cho tổ quốc và cho tất cả những người cùng khổ trên thế giới. Hôm nay, quả tim vĩ đại của người ngừng đập, cả nước ta, cả thế giới lặng đi vì cái tang người. Bác Hồ đã đi chưa? Không, bác chưa đi. Làm sao có thể tin rằng sáng nay bác không còn nữa, trong lúc mặt trời vẫn mọc phía đông? Con theo chân ai đó vào thăm nhà bác. Bác Hồ của chúng ta đã đi thật rồi. Bác Hồ ơi, nếu cần một trái tim, 31 triệu trái tim sẵn sàng vì bác. Cần tiếp máu, sẽ đỏ tươi dòng thác. Cần tế bào, triệu triệu tế bào đây, miễn tránh sao cho khỏi nỗi đau này. Chúng ta hãy kéo nhau về bên giường bác. Đồng chí từ quân khu tư anh hùng, mảnh đất rực lửa chiến công trong 4 năm chống Mỹ, có nhớ nơi này 60 năm về trước, bác đã ra đi tìm con đường sống cho dân tộc Việt Nam. Đồng chí từ các dòng sông qua những cánh đồng bao la giàu đẹp, có biết mảnh đất này thật sự thuộc về tay người nghèo khổ từ khi cha già dắt chúng ta đi. Đồng chí từ phía đông tràn ánh nắng cũng quay về đất liền từ giã người cha. Bác Hồ cũng còn là người thủy thủ vĩ đại đã từng đi năm châu bốn biển mang cho chúng ta vùng bể đẹp giàu. Đồng chí từ núi cao vùng Bắc đó, có nhớ nơi này 28 năm về trước, khi trở về tổ quốc,
bác đã cầm hôn nắm đất quê hương. Nếu ai chưa về thăm bác kịp, hãy ngắt một nhánh hoa rừng thả theo dòng suối Lenin trôi trước về xuôi. Trong hàng ngũ chúng ta còn vắng mặt nhiều người ruột thịt. Bên kia cầu Hiền Lương, 14 triệu anh em ta mắt đỏ hoe trông về phương Bắc. Chúng ta hãy đi cho phần cả miền Nam. Chúng ta đi cho hôm nay, đi cho hôm qua và đi cho cả ngày mai nữa. Và chúng ta hãy lắng nghe mấy hôm nay, khắp nơi trên quả đất cũng có những đoàn người lặng lẽ bước theo ta. Chúng ta hãy dừng lại một bên đường, nhường chỗ cho các bạn gần xa lên trước. Ngày đêm mưa nắng, chúng ta đi, tất cả chúng ta cùng nhau kéo về bên giường bác. Chúng ta đang nằm nghỉ sau 79 năm đồng làm việc không phút nghỉ ngơi. Nay bác ngủ, ta đứng canh cho bác ngủ. Chúng ta hãy bước nhẹ chân nhẹ nữa. Trăng trăng ơi, hãy yên lặng cúi đầu. Chọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu, nay bác ngủ, chúng ta canh giấc ngủ. Trước khi đi xa, bác nghĩ trước hết về đảng, mà bác là một chiến sĩ kiên cường đã từng xây dựng cơ đồ với hai bàn tay trắng. Đôi bàn tay chai sạn đã từng làm thủy thủ, đốt lò và làm đủ mọi nghề cực nhọc. Đôi bàn tay run lên vì xúc động khi tìm ra con đường đi cho dân tộc Việt Nam, đưa Việt Nam theo con đường của Lenin vĩ đại. Đôi bàn tay đã từng bị xiềng xích trong nhiều nhà tù đế quốc, và cũng chính đôi bàn tay ấy đã từng viết nên những lời tố cáo đanh thép bọn đế quốc dã man, những lời kêu gọi cứu nước, cứu người nghèo khổ. Chính đôi bàn tay ấy đã sáng lập ra đảng ta và nhà nước ta, sáng lập ra mặt trận dân tộc thống nhất và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đó là đôi bàn tay của một nhà thơ đã từng viết nên những áng văn tuyệt tác. Nhưng đó cũng là đôi bàn tay của một nhà chỉ huy quân sự thiên tài đã từng làm cho đế quốc Nhật thua, đế quốc Pháp đại bại, đế quốc Mỹ kinh hồn. Đôi bàn tay đã nâng tổ quốc Việt Nam từ một nước không tên trên bản đồ thế giới thành một nước tượng trưng cho chân lý của loài người. Đôi bàn tay đã làm nên những sự nghiệp vĩ đại ấy cũng là đôi bàn tay của một lãnh tụ rất quý mến người già, thương yêu trẻ nhỏ, thường xuyên chăm sóc bộ đội chúng ta. Đôi bàn tay thường bắt nhịp cho toàn dân hát bài đoàn kết.
các bạn thanh niên, các bạn có nghe bác Hồ nói gì về các bạn trước khi nhắm mắt? Bác Hồ thường nói, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Người đi rồi, nhưng dòng máu của người, dòng máu Hồ Chí Minh còn chảy mãi trong tim của chúng ta và muôn lớp người sau. Nụ cười của người, nụ cười chiến thắng, vẫn còn nở mãi trên môi của thế hệ trẻ mang tên Bác. Già của chúng ta thường ước ao, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Tình thương của người đối với nhân dân thật bao la như trời biển. Quân đội chúng ta hãy quyết tâm bảo vệ những gì người đã mang lại cho toàn dân. Sự vật đổi thay từ khi mảnh đất này được tay người vun xới. Qua rồi, cảnh người dân Việt Nam gục trên mảnh đất mẹ khô cằn. Rồi thời 2 triệu người bị chết đói. Qua rồi những túp lều rột nát quanh năm. Qua rồi những nhà tù địa ngục của trần gian. Chỉ có cơm có áo, đất Bác Hồ có cả nhạc và hoa. Người từ bùn đen Bác nâng ta đứng dậy, bay lên lên cao mãi. Hãy ngẩng nhìn lên nước Việt Nam khổ cực ngày xưa, hãy ngẩng nhìn lên 4.000 năm lịch sử. Được, nếu giặc Mỹ còn kia, Bắc Nam chưa thống nhất. Miền Nam, ngày và đêm miền Nam luôn ở trong tim Bác. Lúc Bác xa đi, cũng là lúc Bác trở về sống mãi với miền Nam. Thank you.
của chúng ta là một nhà yêu nước vĩ đại, cũng đồng thời là một chiến sĩ quốc tế vĩ đại. Hôm nay, chung quanh bác là các thứ hoa thơm từ năm châu của loài người gửi đến. Nhân dân thế giới dành những lời đẹp đẽ nhất cho người. Trái tim của một chiến sĩ vĩ đại, một nhà cách mạng vô sản lỗi lạc. Cái chết của người gieo mầm cho sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt. Một tượng trưng của nhân dân đang chiến đấu, hơn cả một vị thần. Ngọn đèn pha của các dân tộc Đông Nam Á. Còn danh từ nào đẹp nhất mà người ta chưa dùng để nói đến người? Với chúng con chỉ biết gọi người là Bác Hồ của chúng con. Công lao của người như trời như biển, nhưng phần riêng của người có những gì đâu. Dù là hang Bác Bó lạnh lẽo hay là chủ tịch phủ trang nghiêm, Bác Hồ của chúng ta vẫn như thế đó. Là của người binh nhì. Bác vĩ đại mà bác lại vô cùng giản dị. Và đêm đêm, sau một ngày làm việc mệt nhọc, bác lại trở về trên chiếc giường cá nhân mà mỗi chúng ta đều có. Chúng con nhớ lại lần gặp bác. Chúng con có ngờ đâu, hôm ấy lại là lần cuối cùng bác gặp mặt với đông đủ các cán bộ, đại biểu cho các binh chủng trong toàn quân. Các đồng chí ơi, hãy nhìn cho kỹ Bác Hồ đi. Hãy in sâu vào óc, khắc sâu vào tim hình ảnh người cha thân yêu của quân đội ta. Đời chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Ôi, những suy nghĩ cuối cùng cũng là vì chúng con mà có. Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn,
và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Bác Hồ ơi, bác đã sinh ra và dắt chúng con đi từ lúc chúng con còn non trẻ. Bác đã đưa chúng con đến những thắng lợi thần kỳ. Theo chân bác, chúng con sẽ đi, đi mãi đến ngày toàn thắng. Bác kính yêu đã cùng chung cháu hành quân. Bác kính yêu đã cùng chung cháu hành quân. Bác kính yêu đã cùng